chương trình mua sắm trên uh, iShop ls tv được trở lại đến cùng với quý vị để giới thiệu những cái sản phẩm thật hay thật tốt và bảo đảm chất lượng đến với cộng đồng việt nam của chúng ta và một cái sản phẩm kế tiếp mà chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu đến cho quý vị đó là morocco organ oil và nói tới organ oil thì uh, phải nói rằng là đây là một cái hạt dầu rất là nổi tiếng ở trên thế giới bây giờ mời chị bảo thi có thể nói sơ qua về sản phẩm này À, cái moroccan organ oil này đó thì quý vị biết à, nó được trồng ở bên morocco, à, morocco tức là nó ở phía tây nam của cái nước này thì cái nước morocco này đó à, cái khí hậu rất là cằn cỗi và nóng nực lắm quý vị thì cái cây organ này nó chỉ mọc ở nó chỉ sống ở trên cái 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 nước morocco này thôi thì với phụ nữ của morocco thì họ cái ở ờ, cái cái khí hậu nóng thì làm cho cái tóc của họ khô rồi cái da của họ khô cằn rất là khô cằn uh, Nina thì uh, người ta dùng cái này để mà làm trang sức cho phụ nữ rồi uh, những người mà phụ nữ nào bị khô tóc thì họ sẽ sức uh, lên đầu mỗi ngày để cho cái tóc của họ được mượt mà hơn còn đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta đối với người châu Á của chúng ta thì uh, trên đất Mỹ này thì cũng bà thi thấy là rất nhiều người bị bị bệnh khô da mà nó bị phân kết tức là nó bị người ta bị nấm nhiều lắm đó nina dị dạ, ứng và nấm dị ứng và nấm thì nina thường thấy những cái nấm quý vị ở, mọc ở trên tay chúng ta khi mà nó mọc thành một lớp lớp mỏng mỏng ở trên và nó có giống như là một lớp ghẻ ở trên thì khi ngứa khô, khô da quá chúng ta ngứa chúng ta gãi ra thì sẽ thấy là chảy máu và nó có mùi tanh thì ừ. sau ngày hôm đó nó khô lại và nó lại đóng tiếp cái mày đó nữa thì cái 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 dầu organ oil này đó thì quý vị mua cái này về quý vị dùng một giọt như vậy đây uh, trong một chai như vậy chúng ta có bốn ao um, cái oil này chất tinh dầu của chất cái, tinh dầu và dạ, thì uh, Nina thấy chỉ cần một giọt thôi quý vị chúng ta chỉ cần một giọt như vậy thôi chúng ta bỏ lên ngay chỗ mà chúng ta bị khô da bị nấm mà nó làm cho chúng ta thành ghẻ luôn đó thì chúng ta sẽ bôi như vậy cứ mỗi ngày chúng ta bôi cho thi là từng hai tới ba lần à, cũng như những quý vị nào mà có ở dưới mắt á mà có những cái quần thâm hoặc là những cái hột nhỏ 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 đó thì chúng ta nên cho một ít vô trong cái lòng bàn tay và chúng ta chấm 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 lên như vậy à, cái này cái cái oi này nó rất là hay nó giúp cho vừa da và vừa tóc luôn nó làm cho nguyên cái khuôn mặt của chúng ta nếu mà Nina bị khô da quá chúng ta cũng có thể dùng cái này để chúng ta đánh lên nó làm cần lại cái da cho chúng ta khi chúng ta bị khô còn về uh, nói tiếp về tóc thí uh, dụ như bây giờ Nina mà tóc bị khô quá thì Nina gội đầu xong Nina lau cho khô hay là xấy hơi khô khô thôi Nina cho một giọt hai giọt ra lòng bàn tay Nina xoa hai lòng bàn tay như vậy sau đó Nina sẽ vuốt lên trên cái tóc của chúng ta rồi chúng ta đem cái tóc lên trên cái 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 cái, đỉnh đầu của chúng ta chúng ta ủ trong đó từ 5 tới 7 phút thì trong sau khi mà năm bảy phút quý vị đã ủ quý vị mở ra quý vị trải lại thì quý vị sẽ thấy ngay là cái cái mái tóc của quý vị rất là mướt mà với lại một chai như vậy nó có bốn ao thôi quý vị nhưng mà quý vị xài được cả hơn từ 3 tới 4 tháng tại vì mỗi khi chúng ta dùng đây chúng ta chỉ dùng có một giọt thôi nó tốt cho các trẻ em à, từ hội uh, thi bán á, thì có quý vị hỏi vô cô nghe nói như vậy thì cái dầu này có dùng cho trẻ em được không dạ thưa quý vị cái này dùng cho cả trẻ em nhỏ nữa quý vị nếu mà con em của quý vị mà bị khô da hoặc là bị nứt nẻ chân tay thì quý vị có thể dùng cái oi này quý vị sức lên cho 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 các em đây là Nina thấy nãy giờ Thi bỏ có một giọt thôi mà nó làm cho bàn tay của Thi rất là mượt mà rất là mượt mà nhưng mà nó không có giữ nó làm nó không có giống nó không như có là rít rít của cái đúng dầu. rồi đó à, cái đó là một cái đặc điểm mà Nina rất là thích là tại vì sao kính thưa quý vị cái, cái hạt Organ này là rất là nổi tiếng trên thế giới Và với cái chai dầu Organ này Quý vị thấy một cái chai dầu nó rất là lớn Rất ounce. là lớn 4 ounce mà mỗi lần xài Mình chỉ xài có một chai mà mình vừa một có giọt. thể xài cho một giọt à, Khi mà bảo thi điều cái giá để mà đem tới cho quý vị à, khán thính giả của chúng ta ngày hôm nay nếu quý vị đang coi live show của chúng tôi thì quý vị có thể gọi vô ngay cho chúng tôi ở số phone tám sáu sáu ba hai tám ba bốn ba bốn một lần nữa hãy mua sắm trên iShop LS TV với số điện thoại là 866 bốn Chúng tôi có những cái món quà rất là đặc biệt chỉ dành tặng riêng cho quý khán thính giả khi mà mua sắm trên iShop LS TV. Hai chai Moroccan Argan Oil thì sẽ được tặng một chai thai nhau cù trị giá lên tới 49 đồng. À. Quý vị mua hai chai A1 Slim thì sẽ được tặng một chai Detox để mà làm chúng ta giảm cân nhanh hơn, an toàn hơn và làm sạch những cái chất mỡ ở trong người của mình, ở trong ruột của mình. Một lần nữa số điện thoại 866 328 3434. Nếu quý vị nào muốn tới để coi những sản phẩm này thì mời quý vị đến cái địa chỉ là 9191 Bosa Avenue suốt 225, thành phố Westminster đối diện với Phước Lộc Thọ trong khu chợ Á Đông. Cái đường lái xe, quý vị lái xe vô chợ Á Đông, quý vị ngó phía tay trái trên lầu, quý vị sẽ thấy chữ Lý Đô Sài Gòn TV là đài truyền hình 57.7 và quý vị đang theo dõi. Quý vị cứ vô đó và chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị tất cả những sản phẩm có trên iShop LS TV. Và mua sắm trên iShop LS TV là rất là an toàn và bảo đảm. 1866 328 bốn Xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.